Hôm nay là ngày cuối cùng sẽ kết thúc chuyến caravan Bình Trị Thiên, thì mình cũng tranh thủ tìm đến nhà một cái nhân vật rất nổi tiếng ở tại thành phố Huế này. Ông tên là Võ Ngọc Hùng, là một cái nghệ nhân làm nón lá bàn. Trước khi đi vào trên đường vào nhà chú Võ Ngọc Hùng thì mình thấy có một cái bếp xưa rất là dễ thương. Con chào ba. Ba nấu gì thế? Bánh lọc. Bánh lọc hả ba? Dạ, làm bánh lọc với bánh lọc. Đẹp không? Được. Đây được chưa? Được. Thừa luôn chứ quay. Cái nào chứ sao? Quay chứ quay. Sư phụ, sư phụ gì không động viên đệ tử gì hết, chê đệ tử hoài. Rồi, xong à. Cái bánh nấm á, anh cái muỗng anh phải sạch sẽ chứ. Rồi, đẹp. Đó, thấy chưa? Đây ra lần năm một đường dài rồi, khi mình luộc ra cái mảnh hẳn người ta giọng cái mẹ của anh. Quê nha. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng sẽ kết thúc chuyến caravan Bình Trị Thiên 2020 của đoàn của Colorman, và trước khi ra sân bay để về Sài Gòn thì mình cũng tranh thủ để tiếp tục tìm đến nhà một cái nhân vật rất nổi tiếng ở tại thành phố Huế này. Nhà của ông nằm ở Kiệt 36, phố Kim Long, phường Kim Long. Ông tên là Võ Ngọc Hùng, là một cái nghệ nhân làm nón lá bàn rất là độc đáo. Còn độc đáo đến như thế nào thì mời quý vị và các bạn hãy cùng theo Colorman để đến thăm nhà chú Võ Ngọc Hùng nhé. Trước khi đi vào trên đường vào nhà chú Võ Ngọc Hùng thì mình thấy có một cái bếp xưa rất là dễ thương. Con chào ba. Ba nấu gì thế? Bánh lọc hả ba? Dạ, bà làm để bán hay là sao? Dạ, bán. Ồ, bà làm để bán hả? Dạ. Ồ, nhìn cái bếp ngày xưa kìa, bánh lọc ngày xưa kìa. Học. Độc đáo chưa? Cái gì các bạn ơi? Dạ. Ồ, có cái bếp làm bánh lọc hay quá nè. Trời ơi, bà năm nay bà nhiêu tuổi bà? Dạ, đây 77, 76 mà bà vẫn còn làm. Thương ghê không? Ủa, bà đang xào to, xào dạ, tôm hả? Dạ, đang còn riêng tôm, thì chúng tôi riêng một chạo thôi, chưa đang gọi à. Dạ. Dạ, chào cả nhà. Dạ, xin phép quay một chút xíu nha, cái nhà mình đẹp quá à. Dạ, đúng. Đúng rồi, anh quay thì xuống tôm mình. Dạ, dạ, dạ. Khó xong. Xuống tôm như đang còn làm. Thôi, bà gần 80 tuổi mà bà vẫn còn ngồi riêng tôm mà đọc hay chưa? Có riêng mà tấm nữa. Quế trong nhà vừa tiêm tôm được sống. Dạ. Làm mình nằm như mình gọi. Rồi mình bán ở đâu bà? Nhà mình dạ, làm xong rồi bán ở đâu? Trên chỗ Huyền Anh. À, ra chỗ Huyền Anh bán hả? Đây là một túi cho vô trong bệnh viện ấy bán. Dạ. Còn đưa dấu rồi bạn cho mình. Em chào anh. Trời, anh ngưỡng mộ anh lâu lắm rồi, mặn nay sẵn có dịp gặp anh. Dạ, chào em. Đừng có dịp, em trong Sài Gòn đó hả? Ủa, em ra đây làm gì? Dạ, ra đi thật nhà chồng. À, nhà chồng đây hả? Ra đi chơi hả? Dạ. Ôi. Trời ơi, lần đầu tiên mới đi vào một cái bếp gia đình để thấy quay cái thấy cái quy trình làm bánh bột lọc nha. Dạ. Cái này thường mình rim bao nhiêu lâu mới xong bà? Dạ, khoảng 1 tiếng. 1 tiếng hả bà? Dạ. Thì cho cũng cho lửa nhiều, cho lửa chút riêu lửa thôi. Chứ không nó bị khét. Cái tôm hẳn đúng không? Dạ. Dạ. Ồ, rim tôm không một tháng. Còn cái sừng này để làm gì bà? Sừng này là để hấp bánh, gọi xong rồi nó coi bỏ nước với nó. Ồ. Dạ. Dạ. Rồi quý vị các bạn, những cái hình ảnh này có làm cho quý vị các bạn xúc động hay không? Chắc chắn là rất nhiều cảm xúc nhìn thấy những cái bếp như thế này. Mình hấp khoảng bao nhiêu là... Nửa tiếng không ngon. Nửa tiếng, à tức là rim tôm thì khoảng 1 tiếng. Rim tôm khoảng 1 tiếng. Rồi, hấp là nửa tiếng. Dạ.
Nhưng mà cái dạo đâu là nửa tiếng, cái dạo sáu chưa tới nửa tiếng. À. Thì dạo đâu là nửa chưa sôi, à. Tới nửa tiếng. Đợi nước sôi rồi mình mới để bánh vô hay là nước sôi để bánh vô. Dạ. Là mình phải chờ nước sôi khoảng nửa tiếng rồi xong rồi. Nước sôi vừa sôi lên là mình thả bánh vô thôi. Dạ. Mở lên xem được không mà hay là phải đậy đậy như vậy. Dạ chứ. Dạ dạ. Mẹ mở giùm con. Ồ. Ồ. Ừ. Cái 10 phút nữa là cái bánh chín rồi. Dạ dạ. Tất cả mọi thứ đều rêu phong nè, bộ hóng đóng cái này. Bà làm cái này nhà mình làm bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu rồi bà? Mười mấy năm rồi. Mười mấy năm mà. Ừ. Còn ngày trước hồi xưa bà làm cái gì? Dạ ngày xưa cũng đi bán bánh nhưng mà mình làm ít. Dạ. Quá giá bán. Còn bà có cái khăn giấy không cho anh xin cái khăn giấy á? Khăn giấy ướt nè. Bà là đang đi bán đang bị dính lo nghè kìa. Dạ. Làm đồ này là phải dính lo nghè. Dạ. Bà thức dậy từ mấy giờ để bà làm này bà? Dạ, dậy từ trước bà 6 giờ dậy. Bà giờ về bắt đầu vô lo rồi. Dạ. Vì rồi. Phải đi mua tôm nó về đã. Dạ, chứ bà đi chợ luôn hả? Dạ. Làm tôm củ cũng được. Con xin phép, dạ. Làm tôm củ lần giờ. Đấy rồi đóng hàng đi được lắm. À làm xong ở đây người ta đóng hàng đi luôn. Đóng hàng đi ra Sài Gòn, đi vào Sài Gòn. Dạ. Bán lại. Dạ dạ dạ. Ủa đóng đóng vô rồi bà nó bảo quản được lâu không bà? Dạ đóng hàng đi vô trong nữa rồi họ ứng bán rồi họ bỏ vô tủ lạnh nữa. Dạ. Ai mua là đem ra họ hấp họ bán. Dạ. Ừ. Ủa bà năm nay tám mấy mà thấy bà còn tinh anh quá trời. Dạ trăm bảy. 87. 78. À 78. Dạ. Ồ 78 dạ. À, trước khi nhà trước đây nhà mình làm gì trước khi mà làm cái dạ, cái bánh lọc á được giải phóng á dạ trước khi mà làm cái bánh lọc dạ này. Đi bạn bến ga đi bằng mấy chiếc mấy đô rồi bến ga đến à, tàu à. Xuống tàu rồi đó dạ. Dạ dạ còn giờ mới làm cái này dạ. Khoảng mười mấy năm già rồi mới coi như là ở nhà làm 15 năm rồi dạ. Dạ. Cái sừng này mình hấp bánh hả bà dạ hấp bánh. Đấy, có bánh ở trong đó không bà? Dạ, chúng là gọi cái đã rồi bắt đầu lên lửa hấp bánh. À, gói rồi mới lên lửa hấp bánh. Dạ. Ồ, đang gói. Gọi đó, đó. Còn cái này làm gì để về để lại gì bà? Tôm sống rồi, thấm rồi là bỏ tiêu, bỏ hành vô. Dạ. Yeah. Dạ. Còn vậy mới là chập với tôm rồi vừa đã rồi bỏ thịt vô. À, bỏ thịt heo vào. Dạ. À, bây giờ mình lướt qua một cái chỗ cái thớt nha, nhìn cái thớt đã chưa? Dạ. Cái thớt nhìn làm quái ngon. Ôi cái thớt này cũng lâu đời rồi, tất cả mọi thứ đều rất là dạ. Đều rất là lâu năm, cái nhà mình chắc cũng cả trăm năm á hả? Đây, đây các chị đang gói bánh này, ôi hay quá. Phố quay nón lá bàn à? Dạ, phố quay nón lá bàn. Nhưng mà chưa gặp được chưa gặp được chú Hùng thì coi như là thấy đồ ăn là xà vào ngay. Thôi giờ mình vô mình ngồi mình đâu mình chỉ cho anh làm với he. Dạ. Anh mà ngồi tán bánh tỉ mỉ đi mình lắm. Không có làm thử thôi đấy. Cái này là bánh gì? Bánh nậm. Bánh nậm hả? Dạ. Bánh nậm dễ mà. Anh nuôi tốn bánh nậm dễ. Bánh lọc khó hơn hả? Làm dễ nhưng mà khi mà làm nhiều của hẳn là mệt hơn bánh lọc. Làm nhân đi đã. À cái làm cái nhân này khó hơn nè. Khó hơn mà công phu hơn. Dạ. Còn bánh lọc là mình chỉ khó tốn thịt thôi. Cái này là mình phải xay thịt xay đôm nữa. Dạ. Xay thịt, tôm, chả. Quyền vô cho nhau. Rồi mình xay. Vô đồ màu, xa lên. Coi như là mình làm sáng sớm là mình rim tôm làm tôm nguyên liệu. Tôm sáng là đi chợ mua về. Dạ. Bắt đầu cắt mới khó sống đấy. Dạ. Tháo tôm mới khó sống đấy.
tôm đây là tôm thiên nhiên thôi, không phải nuôi. Tôm thiên nhiên. Tôm xạo, thông thường là tôm xạo, tôm thiên nhiên nữa. Này nó giống như cháy ra vậy không? Không, phải đem bên xay. Xay nhỏ ra hả? Xay nhỏ ra, có mãi xay đấy. Mãi xay. Mãi xay ra thịt với chả với tôm. Rồi trộn với hành. Trộn vô với xào lên, xong rồi hành mới bắt xuống mới trộn vô, không có hành. Xáo lên. Là xào đó. Trong Nam gọi là xào. Ở đây người ta gọi là xáo lên. Dầu lên khử hành vô. Dạ. Khử hành xong rồi mới đổ tôm trước. Tôm mình chảy vô qua cái là tôm cái thấm đã. Xong rồi mình mới đổ thịt vi vi chả vô. Ủa cái bột bánh này nhìn bột này bột gạo. Gạo sa đét. Bột lọc cái này để mà gạo sa đét hả? Ồ lấy gạo sa đét vô để làm bột bánh. Dạ. Nó ngon. Ờ. Đây cho anh làm thử với. Làm đó, em phải đi múc đấy một cái lá. Lá. Rồi. Múc một miếng bột. Miếng bột trước đúng không? Ừ. Rồi đây. Múc vừa vừa thôi. Múc vừa vừa đi. Miếng này như đây đủ không? Không, thêm. À thêm nhiều à? Nhiều cũng nhiều mà ít cũng đừng ít. Được chưa? Rồi thêm. Rồi múc này. Đẹp không? Đó. Quá đi, nó có quay mình bổ sự. Không. Dạ. Khi mà cầm đi rồi là xuống rồi cà ra rửa rồi lại cậy đi, chay ra. À dùng cái này để chay ra. Anh chay với anh chay bằng cái đất. À đúng chay bằng cái này hả? Ok. Đó, thấy chưa? Anh chay ra. Đây, bỏ xuống. Đó, đây là ra. Đó. Ủa sao? Anh chay đều ra, anh mới bỏ cái nhân lên. Nhân cho chị để chạy lên chả bát nè. Ủa sao anh chay, chay nó ra tét lét rồi? Đây vậy, anh dơ quá lại vậy. À. Anh cho cái gì anh à, cái muỗng anh đe xuống đi này. Đó, à. Ra. Chứ. Vậy thôi. Anh lấy múc nhân anh bỏ lên. À ok. Ôi cái bánh mình xấu quá. Bánh mình xấu đẹp chứ. Mà ăn cũng hấp dẫn á. Yên tâm. Rồi, đó anh gói lại. Gói lại vậy. Gói lại vậy. Rồi. Rồi anh hợp cái này lại. Hợp cái này lại. Rồi. Rồi con em mới vô mà em chỉ anh lại rồi. Tay chứ. Chưa chắc đâu, hãy đợi đấy. Để đây nha. À, khi anh gọi lại là anh phải buộc cái bảng ra để cho ông da cái bảng trông đẹp ra. Rồi đúng rồi, ok. Nè, đó, khi mình đe xuống cái bảng đi làm 5 miếng buộc vô. Rồi. Xong cái buộc mình đe xuống ra, đó. À, cho cái bánh nó dài lại đúng không? Ờ, da trông đẹp đẽ. Rồi, đây làm lại. Rồi, làm lại đi. Rồi, chân lên. Thôi đi nó còn cái nhìn vô thôi, trời ơi. Ê, đưa cái buồng ngang đây này. Đó, bên những cái công tay để mình bẻ cái buộc để trong 5 vô trong cái bảng lá. Vậy đúng không? Rồi, sau ok. Sau buộc mình đi chay. Dạ hiểu chứ? Hiểu chứ đáng hiểu. Ừ đã. Xích ra đi nè. Rung 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 tay quả. Đấy. Khá đẹp rồi. Tè lè rồi. Tè lè nhưng mà thôi. Không được, không tè lè đâu, chưa tè lè. Nó hơi tèm lem chút. Nó hơi tèm lem thôi chứ nó chưa có tè lè. Không mà không có nhân không. Trời ơi cái này nhân nhiều quá. À bò ra, bớt. Bò ra bớt. Bò ra bớt hả? Lỗ hả? Rồi rồi bán như là lỗ chết luôn. Đó, rồi xong. Rồi, rồi tém tém lại. Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn bị sáng hát bản qua sắp tới đây này. Ơi. Em phát trực tiếp có sao không? Phát trực tiếp sao? Em phát trực tiếp có sao không? Phát trực tiếp gì? Em phát live hả? Ờ thoải mái thôi. Ừ. Không sao, không sao. Rồi, cái thứ ba hy vọng là sẽ đỡ hơn. Ủa, là phải ụp bằng lá này, cái mặt trong lá mặt này đúng không? Dạ. Đây. Hả? Đó, tức là cái mặt lá là chúng ta phải để cái mặt lá này nè, chúng ta không có để cái mặt lá này nha bà con. Đó, để cái mặt lá này nó ra bên ngoài cho nó đẹp. Vẫn quá, xấu quá. Vẫn tè lè. Anh vẫn xấu quá. Vẫn tè lè là sao? Tè lè, anh chay cái muỗng là không phải lửa. À, cái là sao? Vậy thôi. Thôi, chưa để lửa rồi. Rồi, bỏ một cú đi, à bỏ gì vô đi. Này, khi anh cho anh thấy chưa, cái gọn tay vậy đi này, anh vậy bột vô là hàng năm vậy con tay này. Này, con cái muỗng này, bỏ đi. Đó, thấy chưa? Lần dai ra, lần đẹp hơn. Rồi, em làm bao nhiêu năm rồi? À, mười mấy năm hẹn gì nó khác ha. Rồi, vậy được rồi đúng không? Ok không? Vậy đủ lời không? Nói chung là ngay đi mà lai mà lù là anh nói chịu luôn nghe. Rồi, rồi, chết rồi. Chết tôi giao trách nhiệm cho tôi lỗ là tôi chịu. Đi học học trò, học thực hành á. Dạ. Thực hành là phải có một điều rồi. Rồi, cũng đẹp lắm chứ bộ. Đẹp nhưng mà trông bị xấu. Này. Trong 16 à. Rồi. Khi mà anh bỏ cái bánh vô là dưới này anh có cái ngón tay dưới này nè. Dạ. Đó. Là anh. Đó, thấy chưa? Rồi. Rồi. Xong rồi cái muỗng anh để 5 này nè. Đó.
Vượt lên chính mình. À được không? Phải chiếc lên là có không? Rồi, hơi khó quá bỏ đi nha. Rồi làm đi. Cái này hơi lạ hơn đi ngắn. Là mình phải bỏ hai ngón chắp vô. Để hai ngón chắp vô. À. Trời ơi, làm một ngón chưa xong bây giờ kêu làm hai ngón làm sao tôi làm. Rồi. Nè, cái con tay giữa là đe vô đi đi. Đó. Rồi. Cái muỗng là anh phải để. Cái muỗng là anh phải để thẳng ra đây này. Đó. Phải chưa? Thế thôi. Đe hai đầu được chứ. Giờ có thể ăn được rồi bạn. Rồi, mày ok đúng không? Hơi xấu xí được rồi đi. Sao hơi xấu hoài vậy? Trời ơi, sao cứ chê mình xấu quá lên tôi buồn quá. Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức. Đẹp chứ, xấu thì là xấu chứ. Đẹp không? Được. Đẹp được chưa? Chưa luôn chứ quay. Cái nào điêu cao. Chưa quay. Sư phụ gì không động viên đệ tử gì hết, chê đệ tử hoài. À, mệt lắm, phải sự thật chứ. Rồi, sự thật là mất lòng nhưng mà là sự thật. Đau đớn không? Nên sự thật mất lòng nhưng mà là sự thật. Học trò vậy đó mà học ngủ với bố thôi làm sao mà gọi thì nắm gãy bánh nó chưa nên thân món bánh nằm á anh Giang ơi, nằm á là anh nhìn bố thì về nhưng mà khi chay cái bánh nó là khó hàng cũng phải khó có tâm chứ hẳn mới được có chứ anh tưởng nó nhìn bố là thấy gì đúng rồi đây. Anh phải bỏ giữa cái móng tay là anh thấy quẹp chứ không anh đi đang học gọi bánh nằm đây rồi xong á cái bánh nằm á anh cái muỗng anh thấy sạch sẽ chưa rồi đẹp đó. Đó, thấy chưa? Vậy ra là năm một đường dài là khi mình lột ra cái bản thân bị te giống cái mẹ mình của anh. Đây mấy chế yêu thương của em đang có bánh lọc đây nè anh Giang. Xong. Quê nha. Đó, thấy chưa? Khi mà cái đó, khi con tay của nó là năm chế đó nè. Là cái muỗng sạch sẽ. Đúng rồi. Muỗng, rồi, ok. Có cái muỗng khi mình muốn chế cho một lãng cái bánh đó là chọc xuống dưới đi. Là mình bỏ vô hai đường đi là ra cái bánh dài. Đó, thấy chưa? Chúng ta làm thấy nhẹ nhàng, thấy dễ dàng quá thôi. Thôi bây giờ nếu mà mình là không làm được thì mình tự phạt mình bằng cách mình ăn. Kim kiếm cái muỗng ta nếm thử được không? Được, cứ nếm đến bé. Sẽ đem qua tới ăn đi. Lấy dám cho anh đi cái muỗng nếm thì nhân đi thử ngon này. Kìa có cái muỗng kìa. Không, đó cái vá. Cái muỗng là phát cái vá. Rồi bên đây làm gì đấy? Đó bánh lọc. À bánh lọc hả? Bên đây à bánh đây gói. Bánh lọc nhân đậu xanh. Bánh gói nhân đậu xanh. Bánh gói nhân đậu xanh hả? Nhân tôm thì. Đây xin phép được thử. Đó, hạnh phúc chưa? Nói chung là gói dở vẫn được thử. Có trải nghiệm là có biết đó. Tôm cái thịt bấm ra đấy. Tôm thịt. Thịt luôn. Rồi xào lên. Có gia vị. Tôm thiên nhiên thôi. Tôm sống là ngon. Ngon ghê hồn. Anh cái đó là mới cấp độ 3, cấp độ 10 là cái này nè. Là cây á hả? Dạ không, riêng tôm á, chứ còn cái đó là mình dễ làm rồi. Rồi ok. À, tôm thì nó là mình dễ rồi. Đây là công thức bí truyền của mẹ. Đây, bánh bột lọc mới đọc ngay bà con ơi. Mẹ là 75 tuổi rồi đấy. Vô xin lỗi chú Hùng hả? Dạ, nói chú Hùng nhiều xíu nha. Trời đâu tự nhiên hôm nay vô tình đi vô cái đường này xong rồi kiếm được cái vụ này hay quá. Cơm hiện ở đây, đi vô rồi coi cơm hiện á. Ở trong đây á hả? Cơm hiện với chỗ nung á. Có bán buổi trưa không? Dạ không. Chiều rồi bị thẳng thôi. Trời ơi, chú tưởng mấy buổi trưa ăn luôn. Ồ cái này còn khó nữa. Làm cái bánh nậm là làm không nên thân rồi làm cái sao mà gói được cái này. À vậy hả? Dễ làm tiếp. Rồi thử luôn. Thủ sẵn cái muỗng rồi. Chút xíu nữa là tự phạt mình bằng cách là lấy cái muỗng này. Dạ, trước khi mình gói thì mình cũng xin phép được tự phạt mình trước đi. Anh vừa ngậm mà nghe. Tôm rim. Tôm rim coi ra tôm huyền ngon không? Ủa? Quá hấp dẫn. Ủa cái vị hay quá ta.
Bị ngồi đây vì đây là nhớ mãi rồi. Đi xa vẫn nhớ. Cái tôm nữa là anh biết làm không? Tôm nhiên nhiên, đừng có bọn cho. Mà ăn đây thịt ngon, cái hàng thịt nó có nuôi. Đúng rồi, cái thịt nó rất là ngọt. Thịt ngon mới bọn cho. Không, nhưng mà cái gia vị nè, cái gia vị mình pha nè, cái mới hay này. Cái vị lên nhà Việt Nam sao đó. Trời ơi. Bí quyết. Cái này là bí quyết đấy. Đúng rồi. Tụi em cũng biết, tụi em cũng con dâu mà chưa truyền lại đây. Con dâu mà chưa truyền lại hả? Con dâu của mẹ đó hả? Dạ. Mẹ tên gì? Mẹ Hà. Mẹ Hà. Không. Mẹ Hà. Xuân Hà đó. Mẹ Hà. Năm Lộc O Hà. Năm Lộc O Hà. O Hà. Quý vị các bạn thân mến, Năm Lộc O Hà ở Kim Long. Hẻm ở Kiệt Kim Long, Kiệt 36 Kim Long nha. Quý vị các bạn nằm nó có về đi tham quan thì ghé vô đây nha. Nữa. Hai cãi nó lên chứ. Lộ bốn rồi. Về nói em thử cái đường đi không đó. Cái này nãy giờ là chị thầy sư phụ của mình mà sư phụ cứ chọc quê mình hoài. Bây giờ mình gói không được mình ăn tôm sư phụ cũng nói. Ngon quá. Tôm riêu ngon vô địch luôn. Tôm ngon lắm, tôm anh ăn ở Sài Gòn có không? Không có đâu, làm gì có. Ngon lắm, ngon lắm. Nha, bên là bên Nam là chúng là mình ăn ngon là họ phải ăn ngon là mình phải ngon hơn. Người con như một, không có con nào sao. Nhưng mà lại để chung với lại để cho mỡ, cái nước mỡ nó ra đúng không? Cho thấm con tôm đó. Lý do là có mấy miếng thịt này để cho nó mỡ nó chảy ra, nó thấm với tôm. Và nó tạo nên một cái vị béo béo, tôm đã ngọt rồi. Gia vị xuất sắc rồi, cộng thêm cái mỡ nó hơi béo béo, nó hơi ngậy ngậy một chút là. Đúng không chị? Đó. Đi hay chứ. Dạ, đó, làm thì vợ. Mà vậy nó hay được. Dạ vâng, làm thì vợ mà ăn phải nói thì hay. Đang nói xịt lực, công ty Quân Quân gì thiêu luôn đó. Đó. Nhưng mà nãy giờ mình làm biết qua giờ mình không biết cách tiếp thị giới thiệu luôn. Biệt nói dòng Huệ không á. Dạ, biệt nói dòng Huệ chứ. Biệt chớ. Công ty Điền Quân đây. Quê ở Phụ Vang đấy. Phụ Vang. À, dạ. An Viên Phụ Vang à? Dạ. Rồi bây giờ mình thử nha, cho mình làm dứt ra một cục anh bắt trước cái nào. Đây, này, bỏ nhanh đi. Đây, ok. Lấy một đôi đũa, anh gắp một đũa. Để nó mới gọi vào đũa cho mình. Lấy một đôi đũa. Anh phải để một con một đầu ở dưới. Rồi. Bỏ đi. Anh phải bỏ cái lát bánh nhọc lại. Vậy phải không? Rồi ok, bánh lắp bánh. Cái lá phải để dọc nha bà con. Và phải cái lá vẫn là phải cái mặt này chứ không phải mặt này, để cái mặt này bên ngoài cho nó đẹp, đúng không? Rồi ok. Thôi ai ăn được cái con tôm này là con tôm ngon lắm nè. Anh để dọc lại thôi con tôm. Con mà đi ngang là nó lắp cái tầm. Lắp cái lá. Đè xuống. Đè xuống thôi chị. Bỏ lên nắp thịt nữa. Con tôm ở dưới thì nắp thịt ở đây, mà nắp thịt ở đây thì con tôm dưới. Nó đây đúng dài, không? Dài đó. Mình đâu, tôm, mình tôm đâu, mình thịt đâu. Đấy hả? Rồi, đè xuống. Đè bàn xuống, rồi. Rồi. Rồi, khi mảnh vắng lại. Vô nếu mà có ai nói tôm ngang là có hột rô luôn ấy. Đè. Đè luôn. Vậy hả? Đè dọc. À, đè dọc luôn. Đè dọc hả? Vậy gì? Dạ, đè cho nó. Dạ, để cho thịt con tôm nó nằm ở giữa. À, vậy. Rồi. Quấn thì một vòng nữa đó. Một vòng nữa. Rồi. Xong rồi anh bẻ. Bẻ là cái tay mình đè. Bẻ cái mép. Anh phải để cái hai cái túi của anh ra đây. À. Anh cầm vào chỗ này. Rồi. Cầm chỗ này. Gặp xuống. Gặp xuống luôn á hả? Đó, gặp xuống đầu luôn. Rồi lại, rồi lại, bẻ qua. Bẻ qua ngược lại. Anh thuận tên nào thì mẹ đó. Xong. À, hiểu rồi. Đi theo. Xong, ho bạn cái mà. Ồ, vậy được đó. Đó. Nhớ tam được đó. Tam. Cái lá bùa. Mẹ hơi bị nó phải dính qua luôn đúng không? Để em làm. Để xuống xí nữa không sai. Rồi, ok. Rồi, cái này cột qua hả? Dạ. Rồi. Để giữ hai cái muối nó lại. Cái gì cũng khó hết thì chứ. Dạ, mình đi là làm phóng cua hơn.
ví dụ cái bên lông mà tốn thì là mình cũng có sàn là ai đang là có, nhưng mà tại vì là làm trong giới hạn thôi, ví dụ một tháng mới là một tháng mới vậy rồi thôi. Đây, quý vị các bạn hãy xem thành tựu của mình. À, đây là chiếc bánh mà mình gói nó phải lòi ra chút xíu khác với những cái chiếc bánh khác nha. Cũng để đánh dấu đây quý vị các bạn, nếu mà ai ăn cái bánh mà thấy mà nó lòi ra vậy là chiếc bánh của con là mình. Không phải, cái này để đánh dấu nè, cái bánh của người ta nè, người ta gói vậy, nó bình thường. Còn mình gói là nó phải như vậy. Để đánh dấu đây là cái bánh của Coleman gói, nó đẹp vậy đó. Gói. Chứ không làm sao nhận diện. Nếu mà mình gói cái bánh giống y vậy làm sao nhận diện đúng không quý vị các bạn? Bánh đặc trưng rồi. Bánh đặc trưng rồi. Cái bánh này mình gói xong mình đem về ăn luôn. Chứ bánh này ra bán người ta chửi chết. Thì một cái là bị dở. Hấp dẫn quá. Một ngày thì mình một buổi thì mình gói được bao nhiêu cái? Dạ tùy ngàn cái hay là một ngàn cái hả? Hai ngàn có. Hai ngàn. Trung bình là một ngàn. Một người á hả? Không. Cả nhà luôn á hả? Cả nhà mấy người gói được khoảng 1.000 tới 2.000 cái. Dạ. Một cái gì mình bỏ ngoài chợ bao nhiêu? Dạ mình bỏ xỉ ra cho họ là 2.000. Trời ơi. Bỏ xỉ 2.000 rồi họ bán bao nhiêu? Dạ. Tùy họ thêm mặt bằng mặt đường. Tùy ra Hà Nội. Tùy chỗ ha, tùy chỗ. Hà Nội còn muốn nhiêu. Ủa nhưng mà đặt cái này bảo quản lâu được không? Dạ được, bỏ đóng chứ. Hàng mấy quá hàng nào mà đóng đi Mỹ nữa. Ủa vậy hả? Dạ. Ồ vậy này đưa vô Sài Gòn được chứ không? Đúng không? Dạ được chứ. Không thoải mái. Rồi nhớ lấy số điện thoại lại cho anh nhé, đưa vô Sài Gòn. Đấp. Sài Gòn em được còn đậu mẹ lân được chứ. Không đưa vào cái siêu thị của anh. Được còn đóng là bạn. Chỉ có thể là Coleman, cái người vụng về nhất thế giới, chỉ được cái miệng nói lắp giáp với ăn, ngoài ra chẳng có được tích sự gì hết. Nhờ mà cái miệng nói hay là được rồi. Dạ. Nhớ cái miệng nói dạ, đâu. Dạ cũng còn có cái được. Cũng may là cũng còn có cái được chứ không có được cái. Quan trọng là cái miệng đâu. Quan trọng cái miệng. Việc cái giá quảng cáo ấy nói hay là được cái gì. Rồi đây là nhà bánh nhìn nậm lọc nè. Nậm lọc mẹ Hà đúng không? Dạ, ô Hà. Mẹ Hà, nậm lọc mẹ Hà. Cứ nói ô Hà cho vì ai hồn với ô Hà ấy. Cậu ơi bạn ô Hà đến đi đánh. À, mẹ Hà là Xuân Hạ Thu Đông á hả? Dạ, Xuân Hạ Thu Đông. Ê, nhìn cỡ này mới thèm. Ồ, bà con không biết thấy cái hình chụp chắc tưởng là mình gói hết cái đống này. Dạ. Rồi em xin phép chuyện xíu nha, bưng cái này nè, mâm này mới đẹp nè. Độc đáo quá, ngon ghê luôn cái tia tôm đó. Đừng ăn nữa, phải ăn nữa là phải ăn nữa. Ăn đi. Mà ăn riết là ăn coi như lỗ vốn luôn. Dạ, không, dạ không sao. Dạ. Dạ miễn sao nhà mình đừng tính tiền mình được rồi. Dạ. Rồi đi qua anh hay coi cái bánh này nè. Bánh này gọi là bánh gì này? Là cục. Ồ. Đi là chỉ cỏ vị cỏ thôi. Bánh gì chị? Bánh gói. Bánh gói hả? Đặc sản của vị. Bánh gói. Ủa nó cũng giống bánh nằm giống bánh lọc đúng không? Mà nhân đậu xanh hả? Dạ mình vô bánh nắng. Dạ. Cái bột đó là giống. Cái bột thì giống. Nhân đậu xanh thì nó giống như à về hồi trước giờ mình không biết, mình cứ gọi nó là bánh lọc mà nhân đậu xanh không à. À nhưng cái tên thì có tên khác, gọi là tên gọi là gì? Bánh gói à. Bánh gói tức là nếu mà chúng ta có thể hiểu là bánh bột lọc nhân đậu xanh đó. Chị này có cái tay này, cái cục nó tròn vo đẹp quá. Ồ, hay quá, quay cái tay của chị này. Chị này gói luôn. Mình không gọi đây, mình gọi như đậu xanh này ngon lắm. Dạ. Dạ.
cái bánh này đâu ăn liền được đúng không? Phải để mới phải để dưới đâu ăn liền được. Hả? Ừ. Nhưng mà bây giờ ăn được chưa? Chưa. À phải hấp mới à đưa lên hấp. Thôi là cái anh là còn mua mấy cái tại nữa đang hấp mới á. Dạ dạ. Nhưng mà mình ăn nhân liền được đúng không? Được. Dạ. Đi buồn thử đi. Dạ dạ dạ. Thì nhìn là chị nói. À, cho anh thưởng thức cái là thành quả của anh. Thành quả. Đây. Đây. Ồ, cái bánh đẹp nhất thế giới. Bánh lòng đẹp nhất thế giới. Mới hấp luôn. Rồi. Bé la bi đừng mặn đi, đẹp đi bé. À. Xỉu xỉu xỉu. Đây, để nó sáng. Trời ơi. Thì ra nãy là người ta xoay xoay một vòng. Đâu ai cột giống như mình đâu cột. Trời ơi, cột ngu cái này bởi vì thiệt tình. Đó, mình cột thắt gút lại luôn. Và cái cách cột nè, nãy mình thấy chị này ngồi kế bên này. Họ xoay vậy nè. Đó, lặn mấy vòng. Rồi. Xong rồi nhét luôn cái trong cái chỗ này là xong. Đó. Được chưa? Mà nãy mình á, thì mình lo mình khắp cột cái bút tùm lum hết. Bởi giờ giờ tháo ra muốn khùng luôn. Nóng, ôi, bánh nóng vừa nóng vừa. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn nè, đây. Ô. Đây, mọi người thấy không? Cái nãy cái bột á, bột là cái bột nó trắng đục đục. Nó trắng. Nó trắng như màu trắng sữa. Nhìn trông đẹp chưa? Đấy. Mặc dù mình gói cái hình thức nó không đẹp nhưng mà bên trong nó đẹp. Có khi là đẹp hơn các chị luôn. Không, thật sự ra thì là mình làm là nha. Thì nói chung là chất lượng thôi. Chứ con đến màu mặt đối với không đẹp bằng những cái quảng sáng trong tháng. Dạ nhưng mà phải đẹp mà, phải không sư phụ? Sư phụ chê em hoài sư phụ. Đúng rồi, cậu không muốn cậu được sớm rồi. Dạ đúng rồi á. Bột cũng dẻo nhẹo à. Rồi nóng hổi luôn, đã dễ thờ ăn tại lò luôn. Còn cái tôm, nói chung là cái tôm rim, cái vị nó mình nói là hiếm có đó, hiếm có, hiếm có, hiếm có. Không dám nói ngon nhất nhưng mà hiếm có thiệt sự luôn. Ước gì có thêm một cái nữa. Anh lên chuyện gì đó té của anh đây thử thử nhân thử nhân đó. Nhân đậu xanh đó tăng cái nữa rồi. Ủa cái này là bánh đậu lọc luôn hả? Ờ, của người ta đem cho người ta rồi. À đem cho khách mà cho mình ăn luôn. Ủa nhân đậu xanh ngon quá vậy ta. Đúng không gì? Dạ, nó mùi 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 rất là ngon luôn. Dạ. Dạ. Xin số điện thoại nhá, xin số điện thoại của mẹ Hà. Để mình đặt đặt mua vào trong kia làm quà. Còn khi nào mình mở được siêu thị thì mình đem vào mình bán luôn. Vì ngon lắm luôn, nói thật luôn á, đặc sản địa phương. Nữa. Ôi lồi, nóng quá. À, con tôm đi trong đó rồi. Hả? Con tôm mà chồng. Ừ, con tôm nè. Nóng hổ luôn à. Lạ ha, bánh này nhưng mà hấp lên nó ra bột cũng cong queo luôn. Gì chứ với đồ ăn là mình sẵn sàng, sẵn xà lẹ lắm, không thể rơi khỏi tay của bọ được. Wow. Dạ. Dạ rồi. Xanh á. Ở đây nhà mình số mấy nè, số mấy? Dạ, 36 trên 6. 36 trên 6. Quý vị, bạn mến những tín đồ ẩm thực, đặc biệt là tín đồ ẩm thực của nhập lọc Huế.
đừng quên địa chỉ này, 36/6 phường Kim Long, thành phố Huế nhé. Nhà của mẹ Hạ, mẹ Hạ Nậm Lộc, mẹ Hạ làm tại nhà mấy chục năm rồi, còn lắm luôn. Thôi mình đến đây mà đã thử và đã được trải nghiệm. Đến với Huế mà ra ngoài cảnh quan vô cùng đẹp, bên hai dòng Minh, hai bên bờ sông Hương, đền đài, thành quách, lịch sử, văn hóa, thì đây là những câu chuyện về con người, về cái nghề đã làm nên chất Huế, đã làm nên bản sắc của Huế, Nậm Lộc. Mình rất là hạnh phúc hôm nay được chia sẻ với các bạn video này. Và xin khép lại tại đây để mình vào mình thăm chú làm nó. Đang như bắt chú Hùng chờ chắc phải là nửa tiếng đồng hồ rồi. Dạ, chào cả nhà nha. Dạ, rất ngon. Dạ, cảm ơn cả nhà đã cho em ăn kẹ. Dạ. Dạ, ăn nhân đậu xanh rồi. Nhân đậu xanh ngon lắm. Đó, ok.